bạn muốn làm nên đại cục, muốn có chí lớn, là bạn phải tam thường bất túc. Ba cái sinh hoạt thường nhật, ăn mặc phải giới hạn lại. Ăn cũng ăn ít lại, không phải là bình thường ăn ba chén và ăn hai chén. Ăn ít lại có nghĩa là bất nghĩ tới cái chuyện mà thỏa mãn trong khi ăn món. Ăn gì cũng được, ăn cơ cực một chút. Mặc cũng vậy, mặc giản tiện. Ví dụ bạn chỉ cần có 10 bộ trở lại thôi. Ngày xưa là chỉ có vài bộ thôi đó. Và ngủ cũng ngủ ít lại một chút. Nói chung là bớt thụ hưởng lại một chút.